Tú Liêm xin kính chào quý khán giả của Nhà Nông đang theo dõi chương trình Thời tiết Thủy văn được phát sóng định kỳ vào lúc 18:30 phút mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Bản Phát Nông. Quý nhà nông thân mến, hiện tại thì chúng ta đã bước vào mùa khô rồi. Tuy nhiên thì với những dự báo và hiện tượng El Nino thất thường thì vẫn xảy ra mưa trái mùa cục bộ một vài nơi. Điển hình như là ngày 6, ngày 7 tây tháng 12 vừa qua thì tại khu vực Hậu Giang, khu vực Kiên Giang cũng như là Tây Ninh vân vân. Và điều quan trọng nhất cho mùa khô năm nay sang đầu năm sau đó chính là tình trạng xâm nhập mặn. Và chắc chắn là trong phần thủy văn tuần này thì Tú Liêm sẽ thông tin đến quý khán giả những dữ liệu đầu tiên về cái tình hình xâm nhập mặn đến cho bà con mình. Xin mời bà con chúng ta theo dõi nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng kết nối với thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên gia thời tiết đến từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ để biết được những diễn biến thời tiết thủy văn từ ngày 13 cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2023. Ngay sau đây xin mời bà con cùng kết nối với Tú Liêm nha. Dạ Tú Liêm xin chào thạc sĩ ạ. Những ngày đầu tuần này thì thời tiết rất là đẹp rồi. Không biết diễn biến thời tiết tiếp theo những ngày giữa tuần này thì được dự báo như thế nào ạ? Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài, trong những ngày giữa tuần từ ngày thứ tư đến thứ năm là ngày 13 và ngày 14 tây tháng 12 thì áp cao lạnh sẽ tiếp tục tăng cường về phía nam, có cường độ không mạnh và di chuyển nhanh ra phía đông. Rãnh thấp có cái trục ở vào khoảng 25 đến 27 độ vĩ bắc thì có cái cường độ cũng suy yếu và lùi về phía nam. Do vậy mà các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái rãnh thấp kết hợp với cái hội tụ gió trên cao được thiết lập. Do vậy mà ở cái khu vực phía Bắc thì sẽ có cái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng cái khu vực vùng núi thì cục bộ có cái mưa vừa mưa to, đêm và sáng thì là trời lạnh. Còn đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ trong những ngày giữa tuần thì ít chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh và rãnh thấp thì khá là xa. Do vậy mà khu vực các cái tỉnh Nam Bộ ít chịu tác động bởi cái rãnh thấp. Thời tiết trong những cái ngày giữa tuần thì cũng khá ổn định, chủ yếu là mây thay đổi. Sáng sớm thì có cái mù nhẹ và tan dần đến trưa, trưa chiều thì trời nắng, riêng cái khu vực miền đông thì nắng nhiều, có thể là sẽ đạt cái mức là 35 độ, trời thì khá là khô hanh, làm cho độ ẩm trong không khí xuống thấp, nguy cơ cao sẽ xảy ra cháy nổ, do đó mà bà con nông dân cũng cần đề phòng, còn ban đêm thì là không mưa. Cái nhiệt độ trong ngày sẽ dao động ở mức là từ 32 cho đến 34 độ, có nơi ở miền đông sẽ đạt 35 độ. Còn ban đêm thì sẽ dao động ở mức là từ 23 đến 26 độ. Dạ vâng, như vậy thì diễn biến chung cho giữa tuần này thời tiết cũng khá là đẹp nè, với kiểu là ngày nắng. Như vậy thì các khâu trong canh tác cũng khá là thuận lợi như là khâu thu hoạch lúa, rồi trổ thì cũng an tâm hơn. Tuy nhiên thì công thức giai đoạn trổ thì bà con cũng đừng quên cộng luôn cả nấm và khuẩn nha. Và còn thời tiết cuối tuần này và đầu tuần tới thì có gì đáng chú ý không thưa thạc sĩ? Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì áp cao lạnh ở phía Bắc sẽ được tăng cường về phía Nam vào ngày 16 và ngày 17 tây tháng 12. Và đây là cái đợt không khí lạnh có cái cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Do đó mà sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ. Trời sẽ chuyển rét, vùng núi thì sẽ rét đậm, rét hại, tác động đến cái cây trồng vật nuôi. Trong khi đó thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh này khuếch tán về phía Nam. Đồng thời trên cái khu vực sẽ có cái nhiễu động trên cao hình thành, tác động đến cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ, gây ra những cái đợt mưa trái mùa ở cái khu vực các cái tỉnh miền Đông cũng như là miền Tây. Mưa xuất hiện vào những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới. Có nơi thì sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông thì bà con cũng cần đề phòng gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Thời gian mưa sẽ vào trưa chiều, chiều tối cũng như đêm về sáng sớm. Trong ngày thì cũng khá là nhiều mây. Tuy nhiên thì có lúc cũng giảm mây và nắng. Với nền nhiệt độ trong ngày sẽ phổ biến ở mức là từ 29 đến 32 độ. Có nơi sẽ trên 32 độ. Còn ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 21 đến 24 độ. Riêng ở cái phía Bắc miền Đông như là Bình Phước, khu vực Tà Lài, Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai thì cái nhiệt độ về đêm có thể là dao động ở mức là từ 18 cho đến 20 độ. Trong tuần thì triều cường lên cao vào những cái ngày đầu. Do vậy mà ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh tại trạm Phú An cũng như là cái khu vực Nhà Bè thì cái mực nước triều cường những ngày đầu thì ở cái mức là từ 1m56 cho đến 1m58. Do đó mà các hoạt động ngoài trời và du lịch cũng như là các cái phương tiện tham gia giao thông cần đề phòng ngập ở các cái tuyến đường đô thị thuộc cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như Cần Thơ và Vĩnh Long. Mưa thì trái mùa xuất hiện vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới.
thì mưa giông kèm theo cái gió giật mạnh, do đó mà mọi người cũng cần phải lưu ý đề phòng. Vâng, vậy là chúng ta phải lưu ý là cuối tuần này thì trời có thể là có mưa và không khí thì có phần lạnh hơn chút đỉnh. Bà con chúng ta lưu ý là trong khâu canh tác thì nên tăng cường là chống sốc nè, tăng cường sức khỏe cho cây lúa trước để tránh cái tình trạng là đỏ chấp lá. Và thao tác canh tác thì chúng ta nên tranh thủ vào khoảng giữa tuần thì sẽ thuận lợi hơn. Đến cuối tuần thì có thể là có mưa. Nếu mà chúng ta gieo xạ vào giữa tuần đến cuối tuần thì có mưa thì lưu ý là chúng ta phải chuẩn bị trước những cái thao tác để thoát nước kịp, tránh cái tình trạng là chết vũng sau khi mà chúng ta phun diệt mầm. Hoặc là tốt nhất thì bà con chúng ta có thể trộn giống với Supercat để cường lực cho hạt giống những ngày mới gieo xạ nhé. Và nếu mà có phun xịt trong những ngày cuối tuần thì cũng đừng quên chế phẩm thấm sâu 30 giây bà con mình nhé. Và chuyển sang phần thông tin thủy văn, về diễn biến thủy văn thì có gì đáng ghi nhận không thưa thạc sĩ? Và tình hình xâm nhập mặn năm nay thì đã có những dữ liệu đầu tiên chưa ạ? Về mực nước tại các cái trạm trên các cái sông miền Tây Nam Bộ thì sẽ lên nhanh đến giữa tuần, sau đó là xuống. Đỉnh chiều cao nhất vào những ngày có thể là sẽ xuất hiện vào giữa của đầu tuần ở cái mức là từ báo động 2 đến báo động 3. Riêng cái trạm Long Xuyên và Cần Thơ thì sẽ đạt ở mức trên báo động 1 từ 0,05 cho đến 0,15m. Đỉnh triều cường đợt này thì có thể là ở cái mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với cái cùng kỳ năm ngoái từ 0,1 cho đến 0,3m. Mực nước chân triều tại hầu hết các trạm xuất hiện vào giữa tuần, riêng cái trạm Long Xuyên và Cần Thơ và khu vực Phụng Hiệp thì sẽ xuất hiện vào những ngày cuối tuần ở cái mức là xấp xỉ và thấp hơn so với cái cùng kỳ năm ngoái. Mực nước cao nhất ngày thì vào ngày 15 tháng 12 tại Tiền Giang thì sẽ là 1m88, đối với Đại Ngãi, Sóc Trăng là 2m02, khu vực Long Xuyên, An Giang là 2m05, còn tại Cần Thơ là 1m85. Bên cạnh đó thì xâm nhập mặn trong tuần tăng chậm trong những ngày đầu. Cái độ mặn là 4 phần ngàn sẽ xâm nhập dần vào trong đất liền. Cách cửa sông thì từ dưới 30 cho đến 35 km ở cái khu vực các cái tỉnh ven biển như là Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang. Những cái diễn biến cụ thể về xâm nhập mặn cho từng cái địa phương thì bà con cũng nên theo dõi cái bản tin mặn trong tỉnh để có kế hoạch trong cái sinh hoạt cũng như trong cái sản xuất, khi mà cái mùa khô cũng như là xâm nhập mặn sẽ càng diễn biến phức tạp trong khoảng cái thời gian tới. Dạ vâng, như vậy thì mặn hiện tại đã lấn vào trong và chỉ còn cách cửa sông khoảng từ 30 cho đến 35 km nữa thôi. Và chắc chắn là những thông tin cụ thể thì bà con chúng ta phải theo dõi những cái thông báo ở địa phương để chúng ta có sự chuẩn bị chính xác nhất nhé. Và phần cuối chính là thông tin thời tiết biển. Thu Liêm xin mời cô Điệp sẽ thông tin đến nhà nông ạ. À, còn đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì sẽ có cái mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau thì gió đông bắc với cường độ ở mức là cấp 5, cấp 6. Đến 1-2 ngày cuối thì gió sẽ tăng ở cái mức là cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Độ cao sóng thì từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh. Đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm huyện đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan thì gió đông đông bắc ở mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng thì từ 1,5 m đến 2,5 m. Trong tuần thì cái gió trên cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam thì tăng dần với cái cường độ trung bình đến mạnh. Bên cạnh đó thì cái mưa dông kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Do đó mà bà con ngư dân, nhất là các cái phương tiện tàu thuyền, ghe xuồng nhỏ thì bà con ngư dân cũng nên hạn chế ra khơi. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Dạ vâng, Tú Liêm xin cảm ơn thạc sĩ rất là nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe và công tác đều thuận lợi ạ. Bà con thân mến, như vậy thì thời tiết giữa tuần này thì khá là thuận lợi cho các thao tác canh tác. Tuy nhiên thì cuối tuần sẽ có mưa và có phần lạnh hơn. Bà con chú ý là giữ gìn sức khỏe khi mà đi thăm ruộng thăm vườn nhé. Giai đoạn sương nhiều thì trên lúa dễ bị đậu ôn tấn công, đặc biệt là đậu ôn lá và đậu ôn cổ bông. Trên những trà lúa đẻ nhánh thì chúng ta có thể chọn biện pháp là kích kháng trước hoặc là chúng ta phun phòng ngừa nấm bệnh đậu ôn. Và đối với côn trùng thì hiện tại Tú Liêm nhận thấy là có sự xuất hiện rề phấn ở cục bộ thôi. Và giai đoạn sương ẩm vào ban sáng thì chúng ta cũng lưu ý là quản lý sạch lá ổ ở dưới gốc để tránh sự lưu trú của rầy nâu nhé. Hiện nay thì trên những cái giống lúa rễ yếu hay có hiện tượng là chết rễ khô cây, khiến lúa chết trước khi mà thu hoạch, thiệt hại về năng suất. Và giải pháp hạn chế tình trạng này thì An Phát Nông cũng đã chuyển tải trên kênh YouTube An Phát Nông. Bà con có thể vào kênh để xem để chúng ta có giải pháp bảo vệ cho ruộng lúa nhà mình nhé.
Vâng, về phần thủy văn thì hiện tại chúng ta đã bước vào mùa khô rồi và mặn chỉ còn cách cửa sông khoảng 30 km nữa thôi. Dự báo năm nay thì hạn mặn xảy ra sớm và có thể lấn sâu vào trong đất liền. Do đó thì bà con chúng ta tốt nhất là tranh thủ gieo xạ sớm hoặc là có thể là cơ cấu lại giống, chọn những giống ngắn ngày để tránh thiệt hại do ngộ độc mặn nhé. Và chúng ta sẽ có những cái thông báo cụ thể hơn ở những tuần sau nếu như là chúng ta có những cái cập nhật mới. Và chương trình hiện tại cũng đã kết thúc rồi. Chúc bà con cũng canh tác thuận lợi, ruộng lúa sẽ khỏe sung trong những ngày sắp tới. Chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Tú Liêm xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau ạ.